Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam mới đây vừa có công văn yêu cầu nắm tình hình sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị chủ trì phối hợp cùng ngành công an khẩn trương kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc trồng và chế biến tiêu thụ sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp. Từ đó tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định, tránh tình trạng sâm giả và các hành vi lừa đảo theo phản ánh của báo chí thời gian vừa qua. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì rà soát diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện đang trồng sâm để xem xét tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, loại rừng cho phù hợp với quy định và phải được tổng hợp, cập nhật vào nội dung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Quảng Nam sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt. Riêng đối với trường hợp diện tích rừng trồng sâm Ngọc Linh đã giao cho hộ dân thuê, theo Nghị định 35/2019 của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất cho phép thí điểm cho người dân trồng sâm dưới tán rừng đặc dụng để đảm bảo sinh kế gắn với quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, diện tích quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam bao gồm diện tích quy hoạch để phát triển trồng sâm là gần 16.000 ha, tổng diện tích cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh là trên 800 ha. Tháng 3 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ Bồng Miêu, Quảng Nam, một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu vẫn tiếp diễn. Cụ thể, Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh tổ chức hai tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép theo hai hướng, từ Hố Gần và Thác Trắng đến khu vực Núi Kẽm. Tại hiện trường các khu vực trên, lực lượng chức năng không phát hiện người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, ở thủ phủ vàng Bồng Miêu còn nhiều lán trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Lực lượng chức năng Quảng Nam đã phá hủy, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 máy phát điện, 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng ở thủ phủ vàng Bồng Miêu. Sau khi kiểm tra truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, tổ công tác đã làm sạch địa bàn, bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 3 tháng 12, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra giải chạy Vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em năm 2023. Sự kiện này cũng nằm trong chiến dịch 16 ngày hoạt động chống bạo lực trên cơ sở giới hàng năm, diễn ra từ ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 đến ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12. Giải chạy được đồng tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên SAGA và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với Chính phủ Australia. Và với ý nghĩa cao đẹp để đề cao cũng như là đẩy lùi bóng tối, niềm vui sẽ giúp xoa dịu nỗi đau và nụ cười và lau khô những dòng nước mắt. Sự kiện nhằm lan tỏa tình yêu thương, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Theo kết quả điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, 63% phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi 15 cho đến 64 cho biết họ đã trải qua một số hình thức bạo lực ít nhất một lần trong đời bởi chồng hoặc bạn tình. Hơn nữa, một nửa số phụ nữ bị bạo lực giữ im lặng và hơn 90% người bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự giúp đỡ nào. Im lặng hay lên tiếng để chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới cũng là thông điệp được gửi gắm tới cộng đồng. Hãy lên tiếng khi mà mình bị bạo lực và hãy nhờ mọi người giúp đỡ. Người chồng thì lấy cái sức mạnh của mình để đàn áp chị em, đấy là cái không được. Rồi là nhậu nhẹt về nhà lại lấy cái rượu để đập phá đồ đạc, rồi là đánh chị em. Rất nhiều người phụ nữ đang chịu những cảnh như đấy mà cái này xã hội cần phải lên án. Mình mong muốn là truyền đạt đến cộng đồng cái thông điệp là bảo vệ phụ nữ và trẻ em và không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Cái điều đấy thì ở Việt Nam đã làm rất lâu năm rồi, nhưng mình nghĩ là càng ngày thì hiệu quả nó càng rõ rệt hơn. Không chỉ giữ im lặng, báo cáo còn chỉ ra phụ nữ khuyết tật, thanh thiếu niên, thành viên cộng đồng LGBTQI+ và người dân tộc thiểu số là những đối tượng có nhiều nguy cơ bị xâm hại hoặc quấy rối hoặc bị lạm dụng hình ảnh trực tuyến. 40-68% phụ nữ trẻ là người khuyết tật bị bạo lực tình dục trước 18 tuổi. Rất ngưỡng mộ những anh chị mà không may bị khuyết tật mà vẫn tham gia được cái môn marathon này. Có thể nói là cái nghị lực của anh chị rất lớn và cái việc của anh chị tham gia chạy
nói chung cũng như là tham gia trong cái giải này thì nó truyền một cái cảm hứng, với cái động lực rất lớn cho mọi người. Ở ngoài kia có thể còn rất nhiều những phụ nữ và trẻ em gái phải chạy trốn rồi phải lo sợ bị bạo lực, thì họ hiểu rằng có rất nhiều người ủng hộ họ, nhiều người ở bên cạnh họ và nhiều người muốn thay đổi thì cái tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam. Trên toàn cầu, có gần 1 trong 5 phụ nữ đã trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục, bao gồm cả xâm hại trực tuyến bởi chồng hoặc bạn tình hiện tại hoặc trong quá khứ, trong vòng 1 năm trở lại, cùng với các cơ quan Liên Hợp Quốc khác tại Việt Nam. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNFPA, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và vận động để thay đổi. Bạo lực trên cơ sở giới có thể xảy ra ở khắp nơi như trường học, công viên, các phương tiện giao thông hay chính trong mỗi ngôi nhà. Vì vậy, chúng ta có 1.700 người tới đây để lên tiếng vì điều này. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức để cộng đồng cùng nói không, không chấp nhận bất cứ lý do nào cho bạo lực. Và để làm được điều này, chúng tôi có sự hỗ trợ của các đối tác như Đại sứ quán Úc, các cơ quan ban ngành thuộc chính phủ Việt Nam, các tổ chức độc lập như CISAGA để chấm dứt bạo lực, giúp công tác phòng chống bạo lực tại Việt Nam ngày một tốt lên. Với khẩu hiệu chấm dứt im lặng là chấm dứt bạo lực, các vận động viên đã chia sẻ hàng trăm thông điệp truyền cảm hứng đến những người bị bạo lực giới và thúc đẩy họ lên tiếng, chia sẻ câu chuyện của họ và kêu gọi thay đổi. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm công điện số 1097 CDTTG ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tăng cường đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Bộ đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025, ban hành kèm theo quyết định số 972 QĐ-TTG ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Do thời tiết vào giai đoạn chuyển mùa là điều kiện để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh phát triển như bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi dính sườn hay dịch tả lợn châu Phi. Không rõ nguyên nhân gì, đàn lợn của ông Vũ Văn Nam ở thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên bỗng dưng đổ bệnh chết, chuồng trại hiện vẫn đang bỏ trống. Thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa dám tái đàn vì lo sợ lợn sẽ tái bệnh. Bỏ ăn 2-3 ngày xong nó sốt cao, nó sốt liên miên không có lúc nào nghỉ. Tiêm vào là trong 1 ngày, 2 ngày là nó chết, mà nó không cầm máu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dù lợn hay đàn vật nuôi mắc bệnh gì, khi phát hiện khu vực có dịch, chính quyền và người dân địa phương cần báo cáo lên cấp trên để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Riêng đối với dịch tả lợn châu Phi, mặc dù bệnh này đã có vaccine được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và đưa vào tiêm thương mại gần nửa năm nay, nhưng điều nghịch lý, số lượng hộ sử dụng vẫn rất nhỏ giọt trong khi dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại. Tôi dường như là người dân chưa tin tưởng lắm, chưa tin tưởng vào cái hiệu quả của vaccine lắm. Vì tôi nghĩ rằng cái này cần phải được tuyên truyền một cái hết sức nghiêm túc. Và bởi vì nó cái dịch nó xảy ra trước đây, nó đã từng xảy ra ở Bình Định, xảy ra ở Quảng Nam, xảy ra ở Đà Nẵng. Đấy, khi tiêm vaccine xong dịch nó bùng phát lên. Thế thì đấy là cái tôi cho rằng cái đấy là cái mà làm cho người dân người ta cảm thấy chưa yên tâm. Chủ động triển khai thực hiện nghiêm cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cái công điện số 1097 ngày 16 tháng 11 năm 2023. Đúng, chủ động giám sát chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh, bảo đảm để phát hiện sớm các cái trường hợp lợn mắc bệnh để mà cảnh báo cũng như chỉ đạo xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch lây lan diện rộng. Và một trong những cái giải pháp rất quan trọng đó là cái việc mà tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn lợn và thông tin tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cái việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là có các cái đánh giá cũng như là báo cáo cũng như là thông tin công khai về cái kết quả sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương để cho người dân yên tâm sử dụng cái vaccine dịch tả lợn châu Phi này trong thời gian tới. Tính tới thời điểm hiện nay, vaccine vẫn được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Do vậy, trong thời gian tới, Cục Thú Y sẽ tiến hành rà soát trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định bổ sung bệnh dịch tả lợn châu Phi phải phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine, đồng thời tham mưu chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sử dụng vaccine cho đàn lợn thịt, thông tin tuyên truyền hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi, báo cáo đánh giá, công khai kết quả sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương để người dân yên tâm sử dụng. Cục cũng sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành thêm các nghiên cứu đánh giá về việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn nái, được giống, trao đổi với các doanh nghiệp xem hướng giảm giá thành vaccine dịch tả lợn châu Phi.